Rồi chào buổi chiều ngày 5 tháng 4 rồi, tháng 4 anh em ơi, 2023 anh em cô chú. Tiếp tục như mọi ngày, mời anh em cô chú vô ly tà móc câu cái mình soi cái máy 2016 còn dốc dốc anh em cô chú. Tải manh bao rồi chuẩn bị sẵn sàng hết, giờ chỉ có tháo ra là báo giá chi tiết cụ thể cho anh em cô chú xem thôi. Chúc anh em cô chú luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn phát tài anh em cô chú. Mình đơn giản anh em cô chú, một cái manh bao đơn giản chứ không có tải khảm hay là nhung lụa gì như mấy anh em khác. Mình không có vũ khí hạng nặng anh em ơi, vũ khí hạng nặng của mình là không có hùm beo gắn gít gì hết, mà anh em cứ tả đúng đồ đúng đời xe là ráp vô là hàng của mình là vừa khít liền. Mình không có in lịch, mình không có hóa đơn, mình nên ghi to những cái tiệm bán phụ tùng của mình chỉ có ghi những cái tờ giấy lịch phía sau lưng thôi, đơn giản anh em cô chú. Hạt nhân của mình là không chỉ có giá rẻ, chỉ có chất lượng, chỉ có nhiệt tình, chỉ có tả chính xác. Bán cái đồ cho mang tới cho chất lượng cho anh em cô chú, đó là vũ khí hạt nhân của mình anh em cô chú, đó là vũ khí hạng nặng. Chứ còn không có bươn chải, không có màu mè, không có khảm lụa nhung gấm gì hết, tải bằng một cái manh bao y như là những cái tay mà chơi bầu cua cá cọp hồi xưa ăn. Mới sơ qua dòng cho anh em cô chú xem cái nước da bên ngoài, cái bắt đầu tháo liền anh em cô chú. Rồi. Tạm ngưng anh em ơi, tạm ngưng tháo liền. Rồi, nồi tháo là xong rồi anh em cô chú ơi. Ồ ơi. Tấm phiếu luôn anh em cô chú ơi, đã quá. Nồi này không hú không gió luôn anh em ơi. Quay sơ qua vòng cho anh em coi cái tháo liền anh em cô chú. Gòn, gòn ghim gách anh em ơi. Bộ ép mới căng luôn anh em cô chú. Bỏ lại thở đi. 4FCC nè anh em cô chú. FCC 2016. Y, y, ghê ghê vậy ta. Anh em thấy chưa, nồi chưa chạm căng thấy ghê không? Đẹp căng luôn mà cái bố dán lại anh em thấy không? Thôi coi. Okay. Đời tôi nói mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rồi, tháo ra mới biết theo anh em, bên ngoài nhìn ron nè. Bao máy chưa chạm. Tấn phao chạy không hú không gió. Bố sao ghim cái FCC rồi đó mà bố tước thấy dáng nè. Rồi để khui ra cái báo giá luôn anh em ơi. Rồi, có thể có dáng anh em ơi, nhìn cái màu bố này nghi lắm rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra thiệt. Ron rin căng đét luôn cái máy nè. Nó chạm. Rồi chào anh em đã quay trở lại cái máy 2016 tháo xong anh em cô chú ơi. Giờ trước hết soi cụ đề đi anh em cô chú cho nó tống chỗ bớt. Cụ đề 2016 còn căng à anh em, chưa có chạm. Cụ đề này chưa chưa chạm. Nhầm. Rõ ràng nhẹ nhàng luôn anh em, đề nhẹ lắm, cái này không dám quay sợ nó gắt cái bao tay anh em cô chú, nhẹ lắm. Bao anh em cô chú đề tốt, nhẹ hé cái nổ liền. 350 ngàn anh em cô chú. Xong hết cái bộ số. Bộ số này anh em coi kỹ, tôi nhìn một cái răng nhông nó, cái tôi thiệt nhìn mà dựa tường chứ đứng dựa tường chứ thấy nó đẹp đập đầu vô tường luôn anh em cô chú. Gọn hạt lựu ha, chưa có một dấu tích gì mà gọi là mọt hết, thành ra nó không hú là đương nhiên anh em cô chú. Trời đất ơi cái bộ số chưa từng không. Đã biết bao nhiêu máy quay A nó chứng chứng vậy đó anh em, có nhiều cái máy mới tinh mà số nó mọt. Không hiểu làm sao có nhiều cái máy cũ cũ phèn phèn vậy đó mà tháo ra cái bộ số này, nói cái đó là sự thật, thấy nó rồi muốn đập đầu vô tường, muốn cắn lưỡi với nó luôn, không hiểu sao mà đẹp vậy. Trời ơi cái này mấy chuyên gia để ý cái bộ số mà nó có chạy sơ chữ đây nè, đây nè, bởi tôi hay móc móc tôi kiếm là vậy đó. Là nó đẹp, cái hãng này làm chất lượng, hãng mà chạy có cái bộ có chữ nè, có bộ không nha, không phải bộ nào cũng có chữ đó. Thấy cái bộ số đẹp mà môi 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 thôi, thấy cái hàng số đó chữ đó. Coi nè anh em coi nha, găng đó nè, là hạt lựu thấy không, coi đó y như mới không, mình nhìn cái muốn cắn lưỡi thiệt. Cái này hết thấy không,
Kệ quay hơi nói là anh em cô chú ơi, đang quay tự nhiên nó đứt con chuột. Hạt lựu còn đầy đủ anh em cô chú. Có cái cốt nhông là anh em có dấu chạy chứ không có dấu mòn ha. Số này làm như chưa có người nào dặn mấy. Có ai dặn không ta? Chưa có người nào dặn hết anh em ơi. 700 ngàn cho bộ này anh em cô chú. Tặng luôn nguyên cái vàng bạc tạng. Heo thì khỏi phải coi rồi. Rồi chỉ mất thời gian anh em. Có dấu gì đâu. Tặng luôn cái dấu hỏi. Nè, tặng luôn ba cái bạc tạng nè anh em ơi. Ba cái bạc tạng. Thế vô cho cái báo số anh em, báo số mình nãy bể tơ anh em ơi. Bỏ. Tặng báo số mới mấy chục ngàn xài cho nó chắc cú. Tặng hai cái cốt anh em, cốt đẹp căng luôn, chưa có dấu mòn. Cốt thì khỏi coi rồi, bao anh em con chú là tuyệt vời. 700 ngàn cho bộ này anh em con chú. Cái bộ nó lì của đó, nó bền đó anh em. Nhưng mấy bộ gì chạy, xứng đáng một tiền đó. Nếu nó mòn là nó đã mòn rồi. Mày lựa đồ cái đi. Mấy cái nào ấy lựa ra. Cái bộ trống dốt dốt mới tháo qua. Rồi lấy cái tiếp theo cái bộ ốc đi nè cô chú. Cho nó tống chỗ bớt ha. Bộ số 700 ngàn bộ ốc nè. Anh em coi nè nha. Nắp chẳng nhớt nè anh em. Còn tấn phiếu luôn nè. Số chữ còn nè. Nguyên cái bộ tăng cam nè anh em cô chú. Ốc 6 tăng cam. Lò xo ghim chưa cắt luôn. Đây có ốc nè. Nguyên bộ ốc dốt dốt cho anh em coi nè. Khá, xe này qua anh em coi bộ ốc khá là chứ không đến đổi tệ đâu. Để cho một cái giá một cái anh em nghe một cái là nó muốn cắn lưỡi luôn. 200 ngàn cho bộ ốc. Lưỡi không? Ạc vô, ạc viết gì tôi lụm hết cho anh em cô chú. Đó, 200 ngàn cho bộ ốc khá dốt, dốt không có đen nhiều. Nhẹ cái giá một cái muốn cắn lưỡi vậy mà nó. Rồi, đem cái lóc mỏng nè. Rồi nhớt nhau nó nhiễu anh em ơi. Mới mổ qua thì nó rồng nhớt. Ở đây thì anh em đừng có hỏi răng có đóng sơ mi hay có tuôn hay không anh em cô chú. Để mất thời gian anh em cô chú. Ở đây cái vụ đó là dục chứ không có bán đâu anh em ơi. Yêu cầu tuôn là bỏ. Căng đét luôn hoàn hảo hết trơn chứ không có lỗi lầm gì hết anh em cô chú. Lỗi là đền. Hạt nhân của mình là vậy đó, đã lỗi là đền chứ không có thừa tại bị kỳ tai vậy. Rồi tiếp theo cái bình xăng con cái nữa đi, cho nó tống cái chậu này. Bình xăng con là nhớ có cái anh nào chốt rồi phải ta. Mà cái bình này khỏi mở đâu, mất công, mất thời gian, không có liếm anh em cô chú. Ở đây liếm là nói chuyện khác nữa. Nó căng là phải nói căng gan ti nhiễn, không chảy xăng, bít tông, không liếm. Rồi điểm nhấn là cái bộ nồi nè anh em cô chú. Ngồi bên trong mở ra cho anh em coi. Chuông chưa tán nha, tán phiếu luôn nè. FCC nè, KFL nữa nè. Chưa có dấu phiết nè anh em. Mất thời gian anh em khó xem, khó đăng thôi chứ không gì hết nè. Đát 2016 nè. Mà nồi này không hú, không gió luôn anh em. Gió rất là nhỏ thì kiểu nhà máy này, sao túng cái nồi này rất gió rất là ít. Anh em để ý mấy cái xe quay A mà màu xanh đó. Nồi ít có bao giờ hú lắm. Ngộ vậy đó, nó gấp. Không biết cái kiểu gì mà túng cái quay A màu xanh là cái máy ngon, cái nồi ngon. Bật cái máy lên cho anh em coi cái nhông hú, coi cái râu đó nè. Thấy râu không? Nó tù tủa gì sao hú. Râu đó anh em. Coi dài răng là biết nó ha. Và tở qua bên đây.
Bên nào cũng răng tu tủa chứ coi mấy bên nghịch, mấy bên thuận nó, mấy mấy bên chạy nó mòn, mấy bên kia đâu nó đâu mòn, hai bên đều tu tủa hết. Sao hú được, anh em mua bộ này là tin tưởng chắc ăn như bắp luôn. Cái xe nào hú để vô cái, nhưng mà đập con cái nè, cái này là chuyện bình thường. Dán rồi nè, thấy không, máy chưa chạm mà nồi dán nè, thấy không, khéo dữ lắm, cho nên mấy ông thợ này xuất sắc, phải ngưỡng mộ. Chạm không để lại dấu tích, nhìn không biết nổi, nhưng mà được một cái mới tinh, chuông chưa có nhắm luôn, mò về chưa gận luôn em cô chú. Mới dán mới vớt cái chuông có dấu vớt, nó sập dừa nè, thấy không, nó cái chuông thép nó cứng còn dày cui luôn ha. Rồi, bộ này căng đét luôn, bán anh em 1 triệu thôi, nhưng mà được cái không hú, chạy bốc bắt ngon lành. Tiểu tặng thêm cái kèm theo cái gì, cái máng muỗng ốc tán đầy đủ hết, bạc đạn nè, bộ ép luôn em cô chú, bộ ép vàng bạc. Tại cái chỗ này mình cái khảm mình thấy cái này mình thấy vậy chứ không có cát đây nha anh em cô chú, sạch lắm. Xong rồi mình gối thì dẹp liệt chứ mình không có để bụi bặm vô, anh em cô chú cứ yên tâm, ở đây là không có đất cát. Mấy con ốc muỗng máng gì để vô hết cho anh em luôn. Bộ này 1 triệu anh em xài là anh em nhớ tôi hoài luôn nha anh em. Bỏ ra 1 triệu mà không hú nha, bốc bắt nha. Tới cái đầu lòng mà chuyên môn mà quay hơi cái quên bộ lửa anh em coi chung. Này phải quay cái bộ lửa thước cái, quay đã quên bộ lửa, cái hoa lăng này nè ơi, chưa chạm nè, ở ngoài nước xe ở đây nước mặn nó dốc dốc vậy đó anh em, chứ nó không có bị xét ở tông một tấn phiếu 2016 nè. Cái phôi này là chất lượng anh em, chất lư luôn, không có gì hết, tại nó dốc dốc cái hơi nước mặn thôi. Trên đề rin đồ nó căng à. Cái bộ này 650 ngàn thôi anh em cô chú. Tặng hai con thằng lằn bộ ốc luôn, kèm theo sơn đề, thất đề, thằng lằn đề, ốc chẩn kẹp cốt gì đầy đủ hết. Chi cục lửa đây anh em cô chú, coi cục lửa nè, có thấy cái quýu đít không, cục lửa ngang chứ không có nắp nha anh em, nắp là bộ ba nắp nha, bộ ba nắp tả cho ông anh kia. Còn anh em nào muốn mua nguyên một bộ lửa với này ba nắp luôn mình cũng có nha anh em, kho mình có sẵn luôn. Cục lửa với bộ hoa lăng với thằng lằn, thất đề, sên đề, dĩa đề, tổng cộng hết là 650 ngàn anh em cô chú. 700 nữa cho 50 rồi. Cái bộ đầu lòng nè anh em ơi, đầu lòng này nói hoài luôn anh em ơi, nói bộ đầu lòng này rất là nhiều việc để nói, nước da còn ngon lành luôn. Đó. Nhưng mà cái không biết nó có mình gấp rút qua, mình không có cạo khối bê tông, mình nhìn làm như nó có cót rồi anh em cô chú ơi, giờ cái bê tông nó thay rồi, khô queo luôn ha, không có khớp, mới chát luôn. Coi cái bê tông nó, thằng nào nó sấy cái bê tông này dữ mày. Bê tông là anh em thấy không? Cô chú thấy không? Mấy thợ Bình Đại mà nó sấy được cái lòng này tôi bỏ nghề liền, tôi cõng nó đi cho nó hết đời tôi luôn. Trong đời mấy chục năm chưa bao giờ sấy được cái lòng mà bê tông nó ăn điệu vậy, không có cái máy nào mà nói Bình Đại mà sấy lòng mà rã ra gáp vô mà dưới 3 lần mà nó im nó không khói đó. Cứ nó tại cái này nó bị cái kia, nó kỳ ta, nó nói ông gáp làm sao đâu, như vậy nhiêu đó nó nói hoài, không có cái nào mà gã ra mà gấp 3 lần mà nó hết khối đó. Sấy cốt 1, sấy cốt 2, sấy cốt 3 rồi chủ xe họ chán, họ xách đi tiệm khác.
hết biết ăn điều thôi anh em coi chú. Này chắc có cốt mà cốt một hay gì chứ không nhiều đâu, nếu mà xe này mới chát về đâu có ai lên hai cốt chi. Hay hoặc họ thay với tông không cũng không chừng. Anh em nào làm 67 ngon ha, về để vô vô luôn anh em cô chú, chạy tiếp tục. Rồi, đầu lồng là gồm gì? Cái ốc đầu này nó có chạm, nó tham nó mới lên cốt nó anh em, mà nó chạm rất là khéo à. Này cũng đỉnh cao, thợ này cũng dữ thợ. Nó bằng thợ có ăn thiệt mà nghèo gì sái lòng anh em cô chú. Đền ta siết nghèo chứ không làm gì đó. Sửa xe thì lúc nào đầy nhóc nhà hết, mà chiếc nào tháo ra cũng phải đền cái lồng xiếc, rồi nó đem lại xé lồng, nó bệnh này không có mần nổi luôn. Chỉ thấy sợ chứ không gì đó. Ốc đẹp anh em ơi. Rồi lấy bù rong luôn đi anh em cô chú. Bây giờ dên đầu lồng, bù rong, sên cam bán cho anh em cô chú 2 triệu. Anh em nào nhanh tay thì bán rẻ nha anh em. Còn chậm tay thì đợi xe sau hết anh em cô chú. Dên bây giờ anh thấy cái muốn cắn lưỡi luôn nè nè, chưa chạm cứng ngắt luôn, không có lắc qua lắc lại gì hết, ốc tán nhẹ te luôn, không có vụ mà dính vít gì hết. Nè dơ nè, số 3, cái ác số 3 nè. Còn anh em nào mua đầu lòng bán 1,8 triệu nè anh em cô chú, dơ này bán 600 ngàn nha, bù rong đũa đầu 200 bán hết combo, bán anh em 2 triệu vừa bán vừa tặng cái cho nó rồi. Lòng không có khói ngàn ngàn qua test á, cứng ngắt. Không có lớp B, không khói. Rồi, video cũng hơi dài rồi anh em ơi, hết clip anh em cô chú ơi. Chúc anh em cô chú luôn luôn gặp nhiều may mắn, luôn luôn thuận lợi trong công việc. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin, cảm ơn anh em cô chú đã like cho mình. Chào anh em, chào cô chú.